À, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mẫu lồng bẫy sóc, nó có cải tiến một chút xíu nha các bạn. Đây là cái mẫu lồng bẫy sóc ngang 11 phân, dài 30 phân các bạn ha. Có cái bàn đạp để mồi nó sập, con sóc nó nhảy vào nó bị đạp cái bàn đạp nó sập đó các bạn. Nó khác cái loại bẫy kia chút xíu, tí mình sẽ cho bạn xem. Đây nó dài 30 phân này bạn thấy không, rồi nó vuông, bẫy này bẫy vuông các bạn ha, mỗi bên là 11 phân. 11, gần 11 các bạn ha, 11 luôn á. Đó. Đó, 11. Lưới này là lưới chì, không có rỉ sét các bạn ha. Loại lưới 35 kg một cuộn là cái loại tốt nhất trong cái phân khúc lưới chì hiện nay rồi. Vậy có khoang chống sảy đầy đủ luôn. Là nó khác ở chỗ là nó có cái bàn đạp ở trong nè, như để mình cho bạn xem ha bạn. Đây, nó có cái bàn đạp. Đó, cái bàn đạp là cái này ha bạn ha. Đó. Thì có cái bàn đạp này nó khác với cái mẫu bẫy tiêu chuẩn là nó có cái vòng cung nha các bạn. Bây giờ mình gài thử cho bạn xem nè. Gài cái chốt này. Gài cái chốt này vô. Gài cái chốt vô cái bàn đạp vậy luôn. Thì con sóc nó vô, nó dậm vô cái bàn đạp này. Nó dậm vô cái bàn đạp này cái bẫy nó sẽ sập đó các bạn. À, các bạn thấy không? Nó có cái bàn đạp đó. Nó dậm vô cái miếng, nguyên cái miếng bàn đạp trong này thì bẫy nó sẽ sập. Vậy nó sẽ nhạy hơn nha các bạn. Nó vô, nó dậm vô cái bàn đạp này nè, nó dậm vô cái bàn đạp này thì cái bẫy nó sẽ sập xuống. Trường hợp mà cái cây gài nó, trường hợp các bạn thấy cái cây gài nhiều lúc nó bị ngắn thì các bạn bẻ cái cây gài chút xíu, nó gạch về hướng đằng sau về các bạn, nó sẽ rất là dễ gài ha. Đó là mình dành cho những trường hợp mà nó ngắn ngắn thôi, còn mình thường không cần phải bẻ. Đó. Nó có cái bàn đạp ô lưới trong, nó khác cái bẫy kia vậy thôi bạn. Con sóc nó vô, nó dậm vô cái bàn đạp này, mồi các bạn bỏ vào phía trong này ha bạn. Mồi bẫy sóc thì các bạn xài trái cây, chủ yếu là trái cây ha. Thường á là trái cây mà ưu tiên là cái trái cây nó có mùi thơm á các bạn. Như chuối, mít, xoài, mận đồ ha. Bỏ trực tiếp vô trong luôn. Bẫy này là các bạn bẫy sóc bông, sóc đất, sóc đỏ dạ đầy đủ ha. Loại nào cũng được. Và nhiều lúc các bạn tận dụng để các bạn bẫy chuột, bẫy mấy con chim nhỏ nhỏ đồ được hết nha các bạn. Thì nếu các bạn bẫy sóc đất á, thì mình để dưới gốc cây ha. Còn trường hợp bạn bẫy sóc bông thì mình treo lên quá đầu mình chút xíu, và các bạn nhớ là cố định lại ha, để nhiều lúc con sóc nó vô cái bẫy nó không có bị rớt xuống đất. Thì giá bán của cái loại này 35 ngàn một cái nha các bạn, 20 cái bao ship. Bạn nào có nhu cầu sử dụng thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình ha, số điện thoại mình có để sẵn trên màn hình rồi. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này luôn nha. Xin chào tất cả các bạn.